Xin chào các bạn, và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu 3 cách để khôi phục file Word chưa lưu. Và chúng ta đều biết rằng một khi mà chúng ta đóng một cái file mà chưa lưu lại thì Word sẽ hiện lên một cái bảng và hỏi chúng ta là có muốn lưu lại cái file này hay không. Và phần lớn thời gian thì chúng ta sẽ bấm vào nút save, có nghĩa là lưu lại, thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà đôi khi éo le cây me là chúng ta sẽ bấm nhầm sang nút don't save, có nghĩa là tôi không muốn lưu lại cái file này. Và một khi mà chúng ta bấm vào cái nút này rồi thì đời sẽ tăm tối, vì là cái file Word của chúng ta sẽ biến mất. Tuy nhiên, nếu các bạn đang sử dụng Word 2013 hoặc là một cái phiên bản mới hơn thì các bạn cũng đừng lo lắng quá, vì Word sẽ tự động lưu lại tất cả những cái file chưa lưu vào một cái folder riêng. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra cái folder đấy. Chúng ta sẽ tìm ra bằng cách nào? Thì đầu tiên là chúng ta hãy vào lại Word. Sau đó các bạn chọn vào Open Other Documents, có nghĩa là mở những văn bản khác. Thì trong khi mà mình mở ra thì Word sẽ hiện ra tất cả những cái file mà mình, tất cả những cái file gần đây nhất mà chúng ta làm việc, tất cả những cái file mà chúng ta đã chỉnh sửa hoặc là đã tạo ra trong ngày hôm nay hoặc là ngày hôm qua hoặc là trong tuần. Tất nhiên là bây giờ nhìn thế này thì chúng ta cũng chưa thấy là cái file chúng ta cần ở đâu cả. Tuy nhiên, nếu các bạn kéo scroll down, kéo xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy ở cuối là có một cái thư mục bé bé, Recover Unsaved Documents. Đây là cái thư mục mà chúng ta cần tìm. Có nghĩa là Recover Unsaved Documents có nghĩa là khôi phục lại tất cả những cái văn bản mà chúng ta quên chưa lưu. Chúng ta sẽ bấm vào cái thư mục đấy. Ok, và các bạn thấy là cái file của mình đang ở đây. Bấm vào file đấy và chọn Open, có nghĩa là chọn mở ra. Và các bạn đã thấy là file của chúng ta đã hiện lại. Và như thế này thì chúng ta rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc lưu lại là ok. Ngoài ra, cái cách thứ hai là các bạn có thể vào Word. Cách này có lẽ sẽ đơn giản hơn. Vào Blank Document, tức là tạo ra một cái văn bản mới. Vào File, vào Info, có nghĩa là thông tin. Và sau đó thì các bạn chọn Manage Document, có nghĩa là quản lý văn bản. Bấm vào cái nút tam giác ở dưới này để nó hiện ra tất cả những cái tính năng có trong, nó hiện ra những cái tùy chọn có trong quản lý văn bản. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có cái tính năng là Recover Unsaved Documents, có nghĩa là khôi phục lại tất cả những văn bản mà chúng ta quên chưa lưu. Đấy, bấm vào đấy thì nó tương tự là chúng ta cũng sẽ mở ra được, khôi phục lại cái file mà nó chưa lưu. Ok, thế là hai cách. Còn cái cách thứ ba, sau khi mà tôi làm cái video đầu tiên và chỉ đưa ra một cái cách đầu tiên ấy, thì có một số bạn có nhắn tin và hỏi là mình làm theo đúng hướng dẫn nhưng mà không hiểu sao vẫn không khôi phục được cái file đã lưu, thì tôi phải làm như thế nào. Thì bây giờ sẽ còn một cái phương án nữa. Bạn cứ bấm vào Blank Document trước. Nếu như mà bạn mở ra mà trong cái folder đấy, folder Recover Unsaved Files không có gì cả, thì có nghĩa là Word lưu cái thư mục Unsaved File, cái thư mục gì nhỉ? Tất cả những cái file chưa được lưu lại, họ lại lưu ở một cái thư mục khác, ở một cái địa chỉ, ở một cái góc nó hơi kín đáo quá, và chúng ta sẽ phải tìm ra là cái đấy nó được lưu ở đâu. Thì chúng ta sẽ vào Open này, chọn Options là tùy chọn, và chúng ta sẽ chọn vào cái Option Save, tức là tất cả những cái tùy chọn lưu lại. Ở đây chúng ta sẽ nhận thấy là Auto Recover File Location, tức là địa điểm file mà Word auto recover là tự động khôi phục. Thì ở đây nó là user này, admin này, add data này, roaming này, Microsoft này, Word này, rất là dài. Tuy nhiên chúng ta cũng không quá lo ngại. Chúng ta copy cái này lại, Control C, cancel. Ok, bây giờ lại vào lại, vào browse có nghĩa là tìm kiếm. Sau đó chúng ta sẽ dán cái địa chỉ đấy lại. Ok, và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ hiện ra tất cả những cái file mà chúng ta đã làm việc trong vòng 4 ngày trở lại đây. Các bạn lưu ý là Word sẽ tự động lưu lại tất cả những cái file mà chúng ta quên chưa lưu
nhưng mà họ chỉ lưu lại những cái file mà chúng ta đang làm việc trong vòng 4 ngày gần đây nhất. Cho nên là nếu mà các bạn chưa tìm được cách nào thì cũng đừng quá lo, vì chúng ta có 4 ngày có nghĩa là 96 tiếng dư thời gian để chúng ta tìm ra giải pháp. Thì các bạn thấy là ở đây tôi đã có 1-2 thư mục, thử bấm vào cái thư mục thứ hai xem sao. Trong cái thư mục này thì trông rất là rắc rối, nó có 2 file, 1 file là shortcut, tức là đường dẫn. Các bạn không nên bấm vào cái này. Một file nó là file ASD file, nó không phải là file Word. Cho nên là rất là nhiều người nếu mà vào đây rồi thì sẽ nghĩ là nó không có giải pháp cho mình, cho nên là mọi người lại thoát ra. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý rằng khi mà Word lưu tất cả những cái file mà chưa lưu thì Word sẽ lưu dưới dạng ASD file chứ không phải dạng doc hoặc là docx. Chúng ta bấm vào đây, bấm open, sau đó bấm restore để khôi phục. Đấy, và như thế là chúng ta đã khôi phục được cái file gần nhất và cái file mà chúng ta quên chưa lưu lại. Và cái cách thứ ba này thì là nó thực sự là nó phù hợp với những bạn mà chúng ta đã lưu lại file, đã có tên file rồi. Tuy nhiên là sau đó là chúng ta chỉnh sửa rất là nhiều, cập nhật lại cái văn bản đấy, và sau đó chúng ta lại quên không lưu lại những cái chỉnh sửa của mình. Thì các bạn có thể sử dụng cái auto recover, cái cách thứ ba để khôi phục lại những cái file mà chúng ta đã chỉnh sửa nhiều lần, để khôi phục lại những cái lần chỉnh sửa gần nhất. Hy vọng là cái video này đã giúp ích được cho các bạn trong những cái thời điểm mà tăng sông hoặc là đau tim. Nếu mà các bạn có thắc mắc hay còn có câu hỏi gì nữa thì các bạn cứ hỏi trong cái phần comment, và hy vọng là mình sẽ có thể giúp các bạn được ít nhiều. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.